Bài giảng sau đây sẽ nói về ứng dụng các lý thuyết giáo dục trong thực tiễn giảng dạy. Mục tiêu bài này, sau khi học xong, sinh viên có khả năng trình bày được những luận điểm chính của các lý thuyết giáo dục, bao gồm học tập nông, học tập sâu, lý thuyết kiến tạo kiến thức, học tập kinh nghiệm, lý thuyết tự tin, học tập người lớn và học tập hướng vào viên. Và sau đó, sinh viên có khả năng ứng dụng các lý thuyết hướng dẫn để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn dạy học. Đầu tiên, tôi sẽ nói về vai trò của lý thuyết. Tại sao lý thuyết là quan trọng? Lý thuyết giúp chúng ta mô tả sự vật như thế nào? Và từ sự mô tả đó, chúng ta cũng có thể suy đoán cấu tạo của sự vật đó như thế nào. Và chúng ta có thể tin đoán các biến cố hay các sự kiện ở các tình huống khác nhau. Tôi đưa ra một thí dụ. Chẳng hạn, nếu chúng ta tin rằng trời tròn đất vuông và chúng ta tin rằng đất nó bị diệt, thì đó là chúng ta mô tả sự vật sự việc. Và từ cái mô tả sự vật đó, chúng ta có thể suy đoán được là nếu nó dẹp thì trái đất phải được nâng đỡ bởi vật thể nào đó. Và ngày xưa người ta tin rằng trái đất được nâng đỡ bởi những con vọc đứng trên một con rùa lớn. Và từ cái suy đoán đó thì người ta tin đoán rằng như vậy thì nếu người đi biển đi ra xa, quá xa ở ngoài thì họ sẽ bị rớt xuống dưới vực. Và như vậy thì vai trò lý thuyết bao gồm mô tả sự vật, suy đoán về sự vật và tin đoán về sự kiện. Chúng ta có nhiều lý thuyết khác nhau. Tôi nói thí dụ như một lý thuyết về nói lý thuyết về kiến tạo kiến thức. Lý thuyết này mô tả là sinh viên học tập như thế nào. Sinh viên học tập là khi có những kiến thức, sinh viên phải nhận những trải nghiệm mới, thì sinh viên sẽ từ những kiến thức cũ họ đối chiếu những trải nghiệm mới. Đó là mô tả. Và từ đó người ta suy đoán rằng là không thể kiến thức đã được tạo ra bởi chính học viên trong quá trình học tập, chứ không thể chuyển tải từ người này sang người khác. Và từ đó người ta có thể nhận thức rằng, có thể tin đoán rằng nếu chúng ta giảng dạy cho sinh viên và chúng ta kế hoạch những thứ cũ và chúng ta cho những trải nghiệm phù hợp thì sinh viên sẽ học tập được tốt hơn. Như vậy thì vai trò kiến thức, lý thuyết trong các vấn đề về dạy học thì bao gồm đó là chúng ta mô tả sự vật sự việc, chúng ta suy đoán sự vật đó như thế nào và chúng ta tiên đoán được tình huống mới. Và việc tiên đoán cái tình huống mới giúp cho việc học tập những lý thuyết về giáo dục có ứng dụng trong thực tiễn. Thì những lý thuyết chúng ta sẽ thực hành trong bài này bao gồm: thứ nhất là các cách học kiến thức của từng người, đó là lý thuyết học nông học sâu. Và ngoài ra thì nói lên một lý thuyết nói về cái vai trò của giảng viên để tạo ra, giúp cho sinh viên tạo ra kiến thức như thế nào, thì đó là lý thuyết kiến tạo kiến thức. Một lý thuyết nói về cách liên kết các kiến thức mới và kinh nghiệm đã có là lý thuyết học tập kinh nghiệm. Và lý thuyết nói rằng vậy thì những kiến thức, những cái kỹ năng tôi đã học được có được ứng dụng hay không, đó là lý thuyết về tự tin. Và hai lý thuyết cuối cùng là nêu lên vai trò của học viên, đó là học tập người lớn và học tập hướng về học viện. Như vậy thì chúng ta có hai lý thuyết nói về việc học tập lý thuyết, học tập kiến thức, có hai lý thuyết nói về học tập kỹ năng và hai lý thuyết nhấn mạnh vai trò của học viên. Đầu tiên tôi sẽ nói về các học thuyết về tâm lý học. Có nhiều học thuyết về tâm lý học. Học thuyết đầu tiên đó là chủ nghĩa hành vi. Học thuyết này nói rằng là nếu mà chúng ta muốn củng cố những thành tích mong muốn thì phải thực hành và phải phản hồi. Lý thuyết thứ hai là chúng ta nói rằng nếu chúng ta là gọi là lý thuyết về tâm lý học nhận thức, nhấn mạnh rằng nếu chúng ta muốn cho người học có thể học được thì chúng ta phải liên kết những thông tin mới với những thông tin đã có. Và lý thuyết thứ ba đó là lý thuyết tiếp cận nhân bản. Đó là gì? Là mọi người đều có thiên hướng học tập và vai trò người học giáo viên là tạo điều kiện giúp cho người học tập tốt hơn. Chúng ta sẽ nói từng lý thuyết một. Đầu tiên lý thuyết về học sâu hoặc nông. Thì Gibbs nhấn mạnh tầm quan trọng của kết cuộc học tập trong quyết định người học tập như thế nào. Có hai hình thức học tập. Học nông, tức là tôi chỉ thu nhận kiến thức mà không nhấn mạnh, không có đưa cái kiến thức này nhận thức ở mức độ cao. Và trong trường hợp học tập nông thì động cơ học tập từ bên ngoài. Trong học tập sâu thì không chỉ thu nhận kiến thức mà phải hiểu các nguyên lý, các khái niệm và các ứng dụng của nó. Và khi mà để hiểu thì có nghĩa là phải liên kết kiến thức mới với các kiến thức đã có, hay gọi là quá trình nội tâm hóa. Và để quá trình nội tâm hóa và hiểu được nguyên lý và khái niệm thì đó là nhận thức không phải mức độ thấp mà nhận thức ở mức độ cao. Để đạt được điều này thì học tập sâu cần phải xây dựng động cơ học tập từ bên trong.
chúng ta được thí dụ. Chẳng hạn, đây là 9 chữ số, chúng ta thử trong vòng 30 giây thuộc học thuộc 9 chữ số này. Và tôi tin là mọi người sẽ học thuộc. Giả sử chúng ta đã 30 giây đã học thuộc xong 9 chữ số, bây giờ có thêm 11 chữ số khác. Và chúng ta thử thêm 30 giây nữa để là tổng cộng 60 giây để thuộc tất cả các chữ số này. Chúng ta có thể nhận thấy được rằng là nhớ được 9 chữ số đầu tiên rất dễ dàng, nhưng nhớ thêm 11 chữ số tiếp theo là khó khăn. Tại sao? Đó là học nông. Và chúng ta có thể biết được rằng học nông chúng ta có thể học được một điều gì đó, nhưng không thể học được một trên đường dài được. Tại sao trong trường học rồi chúng ta học nông? Bởi vì chúng ta không hiểu. Chúng ta nhìn các chữ số đó, chúng ta không biết nó có ý nghĩa gì. Các chữ số này không sắp xếp có tổ chức. Ví dụ, nếu chúng ta sắp xếp có tổ chức, các chữ số này trở thành 1975, 1890, 1945, 0040, 1954, thì chúng ta thấy rằng đó là các chữ số có ý nghĩa. Mở ngoặc, chúng ta càng có thấy nó có ý nghĩa hơn nếu chúng ta biết được rằng là số 0040 là năm của khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Như vậy thì nếu chúng ta sắp xếp có tổ chức và chúng ta có kiến thức mới và chúng ta hiểu, có nghĩa là chúng ta sắp xếp được những cái trải nghiệm này, liên kết nó với những kiến thức cũ chúng ta đã có. Đó là những năm quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Thì đó, chúng ta học sẽ được tốt hơn. Nhưng nếu chúng ta không hiểu, không tổ chức thì đó là học nông. Và cuối cùng, vì không hiểu, không có tổ chức cho nên chúng ta sẽ học những con số đó và chúng ta không ứng dụng được. Đó là đặc trưng học nông. Và khi học nông, chúng ta sẽ không, chúng ta có thể học được một điều gì đó đơn giản trong thời gian ngắn, nhưng chúng ta không thể nhớ được lâu, và đặc biệt là chúng ta không thể hiểu biết được nhiều. Và càng học thì càng gây nên cái căng thẳng cho học viên. Còn khi học sâu thì càng học thì mọi người càng hứng thú, và càng có kiến thức thì người ta xây dựng kiến thức mới càng tốt hơn. Như vậy thì trong tâm lý học về học sâu, nghĩa là học tập phải dựa trên kiến thức đã có. Hiểu có gồm có, muốn học sâu gồm có 3 cái điểm quan trọng. Đó là hiểu, tức là kiến thức mới phải được hiểu, có nghĩa là phải được liên kết với những điều đã biết. Thứ hai là phải tổ chức học tập, đó là một quá trình mà giúp chúng ta liên kết kiến thức mới với kiến thức cũ. Cho nên nếu mà chúng ta có cấu trúc tốt thì chúng ta có nhìn thấy sự liên hệ hợp lý và chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ, nếu chúng ta sắp xếp các chữ số này thành 1975, 1890 thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu hơn. Và cuối cùng là phản hồi, nên là học viên sau khi học xong cần phải thực hành, phải áp dụng những điều đó trong thực tiễn và áp dụng vào các vấn đề chuyên biệt để kiểm tra tích cực những điều đã học. Và khi mà họ đã kiểm tra được rồi thì họ đã nội tâm hóa kiến thức đó trở thành kiến thức của họ. Làm sao để thúc đẩy học tập sâu thì phải xây dựng được học tơ động cơ học tập bên trong cho học viên, phải đảm bảo sự phát triển của cá nhân được tôn trọng. Bởi vì khi mà cá nhân được phát triển tôn trọng thì sinh viên họ mới mạnh dạn áp dụng thực tiễn, mới kiểm tra và mới tư duy cách chặt chẽ hơn. Học tập tích cực tạo điều kiện cho học viên được thảo luận, hỏi trả lời và nhiều cơ hội làm việc nhóm. Và về vai trò người thầy về kiến thức thì đặt trình bày bài giảng kiến thức một cách toàn diện và được lượng giá tập trung vào năng lực trí tuệ cao hơn là nhớ lại bản thân. Tôi sẽ nói qua như thế nào để trình bày một bài giảng có cấu trúc và sau đó lượng giá tập trung vào trí tuệ cao. Đây là cách trình bày bài giảng có cấu trúc. Chúng ta nhớ rằng khi chúng ta trình bày một điều gì đó thì nên có cấu trúc. Cấu trúc dễ nhất đó là chúng ta đầu tiên chúng ta nêu những điểm chính của điều chúng ta muốn nói. Thí dụ như là phác họa và giải thích những điểm cơ bản thứ nhất. Sau đó chúng ta minh họa với những thí dụ và chúng ta lặp lại những điểm chính của thứ nhất. Và tương tự như vậy, với điểm thứ hai cũng vậy, chúng ta phác họa và minh họa những điểm thứ hai. Chúng ta đưa ra thí dụ và chúng ta lặp lại những điểm chính thứ hai. Và không chỉ trong từng điểm quan trọng chúng ta phải có cấu trúc, mà toàn bài giảng chúng ta phải có cấu trúc. Đầu tiên chúng ta phải nói về mục đích cũng như mô tả những chủ đề chính của bài giảng. Sau đó chúng ta sẽ nói qua các chủ đề chính của bài giảng. Và cuối cùng thì chúng ta phải tóm tắt và chúng ta lặp lại điểm chính của bài giảng. Và giữa những cái hoạt động này thì chúng ta phải xây dựng những hoạt động để sinh viên củng cố những năng lực học tập của mình. Đó là tôi nói về bài giảng có cấu trúc. Về lượng giá thì chúng ta xin nhớ, trong tạp chí Miller nói về cái năng lực lâm sàng thì chúng ta biết rằng trong để đánh giá năng lực lâm sàng chúng ta có nhiều cấp độ khác nhau. Đầu tiên là biết,
tức là nhận thức ở mức độ thấp, biết cách là nhận thức ở mức độ cao, biết làm là có khả năng làm ở trong một điều kiện nhất định, và làm tức là thực sự làm. Bây giờ thì tôi sẽ nói về cái gọi là biết và biết cách. Thì biết có nghĩa là chúng ta học nông, và biết cách tức là học có thể ứng dụng được thì có nghĩa là học sâu. Nếu chúng ta chỉ hỏi về những sự kiện mà chúng ta không đưa trong bối cảnh thì chúng ta chỉ khuyến khích sinh viên học nông, tức là học biết mà thôi. Ví dụ nếu trong bài thi chúng ta đọc những câu hỏi như là đau bụng do sợ mật có tính chất gì, và chúng ta có cho sinh viên lựa chọn vào năm cái lựa chọn này, thì đây là sự khuyến khích học nông. Bởi vì sinh viên phải học hiểu cái cách ra đề thi và cách hỏi của người thầy và lựa chọn theo người thầy. Và sinh viên dù không hiểu gì cả, họ có cái cuốn sách trước mặt và hoặc họ sổ sách ghép cho người thầy thì họ có thể trả lời được. Còn đây là một thí dụ một câu hỏi thi nhưng mà khuyến khích sự ứng dụng, và như vậy thì khuyến khích học sâu của sinh viên. Chẳng hạn chúng ta có một người phụ nữ 40 tuổi đến phòng cấp cứu bởi vì sốt và đau ở cái phần tư trên phải của bụng trong 18 giờ qua, vân vân. Và những người này thì có dấu mọc phi âm tính, bạch cầu tăng 20.000 trên milimet khối, và 25% bạch cầu hoặc 55% bạch cầu toàn, 5% đó là ái kiềm và 15% là đường nhân. Thì đây là thí dụ của một bài kiểm tra trong đó đòi hỏi cái năng lực trí tuệ bậc cao, nghĩa là đòi hỏi áp dụng kiến thức mình đã học vào trong giải quyết vấn đề điều kiện thực tiễn. Thì nếu chúng ta đặt ra những câu hỏi thi như thế này, chúng ta sẽ khuyến khích sinh viên học sâu. Làm thế nào để tránh học nông? Thì từ phía sinh viên thì sinh viên không được chỉ đạt được một cái mục tiêu tối thiểu, quan điểm xem 5 điểm là 10 điểm thì sẽ làm cho sinh viên học nông. Thứ hai là có những cái ưu tiên mà không phải là học tập dựa vượt quá ưu tiên học tập, chẳng hạn như là ưu tiên về điểm số hơn là ưu tiên về hiểu biết, không đủ thời gian hoặc quá tải công việc, không hiểu việc yêu cầu, chẳng hạn nghĩ là thuộc lại những cái chi tiết đó là đủ, quan điểm coi thường về giáo dục, hoặc là quá lo lắng, hay là đơn giản là không khả năng hiểu được những cái nội dung đặc biệt ở mức độ cao. Tránh học nông về người thầy thì chúng ta tránh giảng dạy từng mảnh nhỏ mà không đem lại một cấu trúc nguyên vẹn của chủ đề, đánh giá từng cái sự kiện đơn giản, hoặc là chúng ta giảng dạy mà theo cách nào mà mình chê bai giáo dục. Chẳng hạn chúng ta khi giảng dạy tôi nói rằng là tôi sẽ không thích cái bài giảng này mà các bạn sẽ cũng không thích cái bài giảng này, nhưng mà chúng ta phải học nó, thì nó như vậy là sẽ tạo điều kiện cho sinh viên, khuyến khích sinh viên học nông. Chúng ta không đủ cung cấp thời gian để thực hành nhiệm vụ, vì vậy nó nhấn mạnh vào đào giảng dạy về bề rộng, tức là giảng dạy nhiều mà không cho phép thời gian học sâu, thì cũng đó là khuyến khích học nông, và hoặc là tạo ra những lo lắng không cần thiết. Để thúc đẩy học sâu thì về phía học viên thì phải chú ý tham gia những cái công việc hay những bài tập một cách có ý nghĩa phù hợp. Thứ hai là phải có cái nền tảng kiến thức phù hợp và có khả năng tập trung vào cái mức độ nhận thức cao, và ngoài ra thì có một cái khuynh hướng thật sự và có một khả năng thực sự làm việc bằng ý niệm chứ không phải làm việc ở những chi tiết không liên quan nhỏ. Để thúc đẩy học sâu thì về người thầy phải giảng dạy làm sao phải đem lại cái cấu trúc của cái môn học, và việc giảng dạy phải khuyến khích sự đáp ứng tích cực của học viên bằng cách đặt ra câu hỏi, trình bày các vấn đề, giảng dạy dựa trên những điều gì mà sinh viên đã biết, và phải thách đố và loại bỏ những cái quan điểm sai lầm của sinh viên, đánh giá về cấu trúc chứ không đánh giá những cái sự kiện đơn lẻ, giảng dạy và đánh giá theo cách nào đó khuyến khích một cách làm việc tích cực, không chỉ là việc tích cực của sinh viên, để làm sao để cho sinh viên có thể làm sai lầm, bị mắc sai lầm và học tập được từ các sai lầm đó. Nhấn mạnh về học chiều sâu của học tập chứ không phải học về nhiều, và nói chung quan trọng nhất là chúng ta giảng dạy và đánh giá sinh viên phải nhằm hướng về cái mục tiêu kết cuộc học tập của khoa học. Đó là tôi nói về cách học của từng sinh viên. Bây giờ như vậy thì làm thế nào để tạo cho sinh viên có khả năng học tập sâu? Thì cái lý thuyết này đó gọi là lý thuyết kiến tạo.
lý thuyết kiến tạo này có những điểm, sau đó chúng ta sẽ kết luận có những điểm thì cũng tương tự như là lý thuyết học sâu, bởi vì cả hai cùng khuyến khích sinh viên học tập sâu hơn, hiểu biết tốt hơn. Thì có ba quan điểm về giảng dạy. Quan điểm đầu tiên là giảng dạy là truyền tải thông tin, tức là người thầy làm sao thu lượm được càng nhiều thông tin và truyền tải cho sinh viên một cách nhiều nhất. Quan điểm này nhấn mạnh nếu chúng ta có sự thất bại trong các đào tạo, đó là lỗi của sinh viên chứ không phải lỗi của giảng viên. Thứ hai là người giảng dạy, thì trong đó nhấn mạnh hơn là tầm quan trọng của người giảng viên. Người giảng viên làm sao truyền tải được tốt nhất, người giảng viên có thể phản hồi, có thể xem xét, có lặp lại những điểm chính, không chỉ là cung cấp kiến thức nhưng mà cung cấp kiến thức một cách mạch lạc và có cấu trúc. Đó là nhấn mạnh quan điểm không thầy đổ mày làm nên. Tuy nhiên, quan điểm mới cho rằng người thầy cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên, cái người giảng viên không phải là truyền tải kiến thức, bởi vì kiến thức không thể truyền tải được, mà kiến thức phải được sinh viên tự tạo lấy. Sinh viên tự tạo lấy khi nào? Khi là chúng ta cho phép họ học tập tích cực, và khi đưa vào một trải nghiệm mới, và với những trải nghiệm mới thì dựa vào những kiến thức đã có, họ sẽ nội tâm hóa và có được những thứ cần thiết cho mình. Vai trò người giảng viên là phát triển kỹ năng học tập. Trong cái lý thuyết kiến tạo kiến thức thì giảng viên không phải là người truyền tải kiến thức, mà đó là người tạo điều kiện cho sinh viên học tập và tự tạo lấy kiến thức cho mình. Học tập dựa trên kiến thức cũ và các trải nghiệm mới, và với kiến thức cũ và trải nghiệm mới thì sinh viên học tập tích cực để tiếp cận nhiều với trải nghiệm mới, sử dụng các thí dụ thích hợp và tương tác nhóm. Và để có hai điều này rồi thì cũng phải cung cấp đủ thời gian để sinh viên có thể xem xét sâu sắc các trải nghiệm mới. Thì đó là những nội dung của lý thuyết kiến tạo. Trước đây thì người thầy đứng ở trên một bài giảng ở trước sinh viên, người thầy có thể tập hợp nhiều kiến thức khác nhau, và sau đó thì vai trò người thầy là đẩy kiến thức này về cho sinh viên. Đây không phải là không hiệu quả, tuy nhiên vì vai trò người thầy là người đẩy cho nên là sinh viên, vai trò của họ là thụ động, và họ chỉ có được những kiến thức nào khi người thầy đẩy đến. Và nếu trong tập này thì sẽ đúng như trong lời tục ngữ nói, không thầy đổ mày làm nên. Nhưng chúng ta mong muốn là không thầy thì học viên vẫn có thể tự tụ được, chúng ta đòi hỏi một mô hình khác. Mô hình đó gọi là mô hình kéo. Mô hình kéo hay còn gọi là just in time learning. Trong đó thì người vai trò chính không phải là người thầy đẩy kiến thức, mà vai trò chính là các học viên họ tự kéo kiến thức về mình. Và kiến thức này họ không phải kéo một cách ngẫu nhiên hoặc là kéo từ bất kỳ, mà chỉ kéo kiến thức nào phục vụ cho vấn đề lâm sàng hiện tại, và họ chỉ kéo khi vừa kịp lúc. Chẳng hạn, tôi là một bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh. Tôi có thể không cần học nhiều về PET CT scan, nhưng nếu bệnh viện của tôi sẽ mua PET CT scan trong vòng 3 tháng tới, thì trong thời gian đó tôi học vừa kịp lúc để có thể biết được những điều cơ bản về PET CT scan, để và sau đó để tôi có thể huấn luyện về não. Thì điều này có nghĩa là tôi học vừa kịp thời gian, hay just in time learning. Và lúc đó thì học viên không phải học rất nhiều điều chi tiết, mà chỉ học những điều gì mà thực sự cần thiết và thực sự hữu dụng cho mình. Để đó là chúng ta nói về hai lý thuyết về học tập kiến thức, đó là học nông học sâu và lý thuyết về kiến tạo kiến thức. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói qua cái hai lý thuyết về học tập những kỹ năng và làm sao ứng dụng kỹ năng trong thực tiễn. Thì đầu tiên đó là lý thuyết học tập kinh nghiệm do Cole đưa ra năm 1984, nhấn mạnh là học tập là một quá trình gồm 4 hoạt động. Ngày xưa chúng ta nghĩ rằng học tập chỉ là học, sau đó thì ông cha ta có nói học hành, tức là học tập và phải thực hành. Cole nhấn mạnh thêm nữa là không chỉ học và hành, mà trước khi thực hành thì cần phải gia lập kế hoạch, và sau khi thực hành thì phải tự suy xét về những điều đã thực hành. Đây là cái mô hình của Cole đưa ra. Thì trước tiên là chúng ta có thể có một cái biết về học tập, sau đó về học tập về lý thuyết, sau đó thì chúng ta lập kế hoạch và chúng ta thực hiện cái kế hoạch đó, nghĩa là chúng ta đưa tiếp xúc vào trải nghiệm thực tiễn. Và từ sau trải nghiệm thực tiễn đó thì sinh viên chúng ta có thể tự suy xét xem điều gì chúng ta làm đúng và điều gì chúng ta cần cải thiện thêm, và sau đó lại tiếp tục học tập. Việc này nó phải được lặp đi lặp lại nhiều lần, thì đó nó gọi là một cái chu trình. Thì cái nhấn mạnh điều này nó dựa trên những cái lý thuyết của chuỗi hành vi như sau. Thứ nhất
là học tập tích cực phải dựa vào hoạt động, học tập phải thông qua thực hành, đóng vai sẽ tốt hơn là học tập thụ động. Và ngoài ra thì phải lặp lại, tức là cái quy trình này không chỉ có một lần mà phải lặp đi lặp lại nhiều lần trong các bối cảnh khác nhau. Có thể là đầu tiên là kiến đọc, sau đó là xem băng video, sau đó là có thể thực hành trên mô hình và sau đó có thể thực hành trên bệnh nhân. Nên lặp đi lặp lại với mức độ tăng dần. Và lặp lại, khi lặp lại thì những cái hành vi mong muốn sẽ được củng cố và những cái thực hành tốt sẽ được củng cố. Còn những điều gì mà chưa tốt đi sẽ được điều chỉnh. Thì vấn đề vai trò củng cố là nhấn mạnh thêm là vai trò của cái tự suy xét của sinh viên. Tôi nhấn mạnh qua, vậy thì vai trò lập kế hoạch. Lập kế hoạch là quan trọng. Đây là một thí dụ. Vào năm 2010 thì có một nghiên cứu đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine. Trong đó, đó thì nêu lên cái vai trò của một bản kiểm an toàn phẫu thuật để làm giảm được các tai biến và tử vong trên quần thể thế giới, toàn cầu. Trong đó, đó nhấn mạnh là trước khi chúng ta mổ rạch da cho bệnh nhân thì trong bản kiểm này yêu cầu là phải xác nhận của tất cả thành viên tự giới thiệu về tên và vai trò của mình. Đây là lập công tác lập kế hoạch về con người. Sau đó thì phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê và người điều dưỡng xác nhận được thêm về bệnh nhân, vị trí và thủ thuật. Thì đây là xác định về đối tượng và công việc. Và sau đó thì người phẫu thuật viên lại xem xét lại, dự đoán lại là vậy thì những cái bước gì là bước then chốt, dự đoán lượng máu mất là bao nhiêu. Thì đó, những cái công việc này đó là việc lập kế hoạch, cho thấy rằng ngay cả khi một cái người bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm thì mỗi lần làm việc họ luôn phải lập kế hoạch. Vậy thì điều này lại càng kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng lập kế hoạch trước khi làm việc gì đó là kỹ năng mà tất cả sinh viên cần phải học tập. Và sau khi học tập xong thì người sinh viên phải làm gì? Phải tự suy xét, reflection. Ví dụ, chẳng hạn ngay cả trong một bài giảng, sau bài giảng xong tôi có thể đặt hỏi sinh viên như sau: là dành một phút để suy nghĩ về bài giảng đã học và trả lời các câu hỏi, là điều gì quan trọng nhất mà đã học trong bài giảng này là gì, vấn đề gì thì còn chưa rõ và vấn đề gì là khó khăn nhưng chúng ta đã vượt qua. Cái khái niệm mà chúng ta suy xét điều gì đã làm qua đó là điều quan trọng. Điều này phân biệt được là một người thực sự là có kinh nghiệm, nghĩa là kinh nghiệm là gì, là sau khi họ làm xong họ có suy xét để vượt qua. Còn một số người mặc dù họ làm đi làm lại nhưng không suy xét thì không phải được gọi là có kinh nghiệm. Muốn suy xét thì chúng ta có hai loại suy xét. Có những người có khả năng suy xét trong hành động, reflection in action, có nghĩa là gì? Nghĩa là khi họ đang làm việc mà có biến cố gì xảy ra, họ biết được rằng là cái biến cố này có họ đã làm điều gì tốt và đã làm gì điều gì chưa tốt cần phải điều chỉnh. Và ngoài ra thì sau khi làm xong rồi thì cũng có thể là suy xét về hành động, hay là còn gọi là suy xét sau hành động, reflection on action, nghĩa là sau khi biến cố xong tôi xem điều gì đã góp phần tạo nên biến cố, hành động gì là phù hợp và hành động gì nào cần thiết trong tương lai mà chúng ta đã chưa làm. Như vậy thì chúng ta đã nói khi mà chúng ta có theo cái lý thuyết học tập kinh nghiệm cho thấy khả năng làm được, nhưng chúng ta có làm được hay không thì điều này dựa trên lý thuyết và lý thuyết tự tin, hay là self efficacy, tự tin để làm một năng lực nào đó. Thì theo Albert Bandura cho rằng tự tin để làm một công việc nào đó phụ thuộc vào, thứ nhất là tình trạng sinh lý, thứ hai là cái thành tích mình đã được đạt trong quá khứ, thứ ba là tự thuyết phục hay thuyết phục, và cuối cùng là quan sát người khác. Đây là một ví dụ. Đây là một người này, và người này giả sử họ đã học qua được về kỹ năng giảng dạy, nhưng họ có được giảng hay không, họ hứng khởi giảng hay không thì thứ nhất là phụ thuộc vào tình trạng sinh lý. Đây là người này cảm thấy họ rất năng động. Thứ hai là thành tích đạt được, người này nhớ rằng là năm ngoái tôi đã giảng bài giảng tốt. Thứ ba là họ tự thuyết phục, nói rằng tôi cảm thấy rất rõ ràng vào hôm nay. Và cuối cùng thì họ có thể sửa dựa trên những cái gương mẫu của người khác. Như vậy thì trong cái lý thuyết tự tin nhấn mạnh rất nhiều về cái vai trò làm gương của những người khác.